Nhà tù không được biết đến chính xác vì rất vui đó. Nếu bạn phải ngồi tù, bạn phải tự tìm cách giải trí cho chính mình. Không có gì như thế này đã từng xảy ra trước đây. Nghỉ hè trong tù ư? Kể từ khi nào? Hailey và Violet vẫn chưa hết phấn khích. Kỳ nghỉ thật tuyệt vời, nhưng bạn vẫn ở trong tù. Cảnh sát Mia cần cho các cô gái bài kiểm tra thực tế. Cô nàng cho họ thấy nó sẽ như thế nào. Đó là cách cảnh sát Mia ngụy trang điều gì đang thực sự diễn ra. Vì vậy, đây là người thực sự đang có kỳ nghỉ. Bảo an, để mắt đến các tù nhân ở bãi biển khá dễ dàng. Sau khi làm việc chăm chỉ trên bãi biển, cảnh sát Mia đưa các tù nhân đến công viên. Rõ ràng là để khiến họ làm được nhiều việc hơn. Trong khi các cô gái đang làm việc, Mia có việc của riêng mình, ngủ một giấc vậy. Hailey và Violet quyết định dành thời gian cho riêng mình. Họ không thể làm gì quá nhiều khi bị còng tay. Tay họ bị trói, nhưng Violet đã tìm thấy chiếc đĩa bay. Vui quá đi. Ai nói rằng chúng mình không thể chơi khi bị còng tay? Hailey đang làm rất tốt, nhưng cẩn thận, nếu không có thể mất đĩa ném đó. Giờ thì gặp rắc rối to rồi. Nhưng sau đó một lần nữa, chúng mình có thể dùng cái gì đó khác. Mũ của sĩ quan Mia chẳng hạn. Bọn mình đã có thời gian tuyệt vời ở công viên, và bây giờ đã đến lúc quay lại bãi biển. Dự án tiếp theo của Mia là làn da rám nắng hoàn hảo. Đối với Kylie và Violet, họ phải làm việc. Đây không phải là điều họ muốn làm trong kỳ nghỉ của mình. Mia có vẻ đang thư giãn. Vì vậy, các cô gái quyết định trêu đùa cô nàng. Kết quả thật tuyệt vời. Mia hoảng sợ và tăng báo động. Nhưng rồi cô bạn nhận ra chỉ là trò đùa. Và cô nàng nhập vai. Cô ấy thích làm vườn. Cô bạn chỉ phải chăm sóc các cô gái nhỏ bé này. Có thể đến mùa thu, các phòng giam sẽ đầy các tù nhân mới. Làm việc là quan trọng, nhưng ăn uống cũng quan trọng nha. Trong khi cảnh sát Mia đang tận hưởng, Hailey và Violet lại buồn chán. Cho đến khi Violet tìm thấy một thứ đặc biệt. Ai biết các cô gái sẽ tìm thấy kho báu thật sự ngày hôm nay. Mọi thứ sẽ rất tuyệt. Giá mà cảnh sát Mia đừng tham gia. Cô nàng nhìn thấy cái vật và lên ý tưởng cho bức ảnh sáng tạo. Bạn có thể đi nghỉ, nhưng bạn vẫn là tù nhân nha. Của bạn đây. Mặc dù phòng giam của chúng mình lớn hơn rất nhiều. Chúng mình sẽ có kỳ nghỉ tuyệt vời. Nếu như không có cảnh sát Mia. Cô bạn khiến mình phát điên. Tất cả đều cô bạn đang làm là thư giãn. Các cô gái muốn chạy trốn kể từ khi Mia lại ngủ trưa. Nhưng bên ngoài thì quá nóng và sẽ rất khó để lấy được chìa khóa. Mia cần phải tuân theo luật pháp. Nhưng cô bạn gặp phải vấn đề tương tự mà các cô gái đã làm. Huy hiệu quá nóng và không thể cầm nó. Chúng mình đều vậy mà. Và giờ Mia sẽ không bao giờ quên được. Họ nói rằng chúng mình đang có kỳ nghỉ, nhưng cho đến nay là người duy nhất được nghỉ ngơi là bảo an mà. Họ tiếp tục cố gắng tận dụng lúc cảnh sát Mia bất cẩn. Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa, hoặc họ đi nhanh như thế nào, sĩ quan Mia luôn đi trước một bước. Đặc biệt là bây giờ cô ấy có xe điện tử cân bằng. Quá nhanh. Cô gái đã học trực bán trên báo. Thậm chí còn có một phiếu giảm giá nè. Hóa ra báo chí có thể hữu dụng rồi nha. Bạn không bao giờ biết điều bạn có thể tìm thấy trong thùng rác đâu. Violet tìm thấy khẩu súng nước. Đến lúc trêu đùa cảnh sát Mia rồi. Điều này thật tệ mà. Cảnh sát Mia cố gắng làm việc với Kylie và đưa cho cô bạn chìa khóa. Nhưng các cô gái không muốn trốn thoát. Trời quá nóng. Họ muốn có cuộc chiến dưới nước, không chạy trốn. Có vẻ như cuối cùng họ cũng hòa hợp với nhau. Mia quản lý để sắp xếp thời gian rảnh rỗi của các tù nhân.
Hailey và Violet có thể tận dụng thời gian của mình. Ngay bây giờ, họ đang làm nghệ thuật, nhưng họ chưa giỏi lắm. Và họ không muốn trưng bày các tác phẩm của mình, đặc biệt là vì họ không vẽ chân dung. Đây là kế hoạch để cướp ngân hàng, không nghệ thuật gì nữa, hiển nhiên rồi, lãng phí. Cảnh sát Mia cảm thấy tồi tệ cho các bạn tù của mình. Cô mời các bạn nữ chơi bóng chuyền. Có thể người bảo an xấu tính đang đến đây. Mia nghĩ tất cả là vì các cô gái không biết chơi thôi. Vì vậy cô nàng sẽ cho họ thấy chơi là như thế nào. Không còng tay nữa, chỉ cần khóa tay bạn như thế này. Và bây giờ bọn mình có thể đeo còng trở lại. Không, Mia không tốt chút nào. Và bây giờ cô gái thật sự đang tra tấn họ. Trò chơi bóng chuyền này đang chuyển thành trường bắn. Bây giờ họ đang chơi với quả bóng xì hơi. Điều này thật phí đạo đức Mia. Đề nghị của người bảo an đang gặp nguy. Đã đến mùa muỗi rồi. Hailey và Violet tôn trọng những con muỗi, nhưng họ sẽ không cười được lâu đâu. Mia biết cách phá hỏng tâm trạng tốt của họ. Cô bạn cho rằng vấn đề là đồng phục của mình. Đây phải là chú muỗi trọng tội. Ai đã thoát khỏi nhà tù bằng cách nào đó? Và tất cả họ đều ghét hệ thống nhà tù này. Gì chứ? Một cuộc thẩm vấn trên bãi biển. Đúng là một nơi bất thường mà. No. Cô gái chỉ đang cố bôi kem chống nắng. Và cô cần được giúp bôi lưng của mình. Nhưng cô gái không mong đợi. Kem chống nắng thì quá trơn. Hailey đó đã thoát khỏi còng tay. Nhưng Kelly không tự do lâu đâu. Sự khác biệt duy nhất là giờ cô ấy ở trong tù và bị cháy nắng rồi. Kelly và Violet muốn đốt lửa trại trong công viên. Ý kiến tôi, thay vì tranh cãi về việc nó có hợp pháp hay không, họ đang đấu tranh về cách tốt nhất để bắt đầu. Nhưng thay vì giảng cho họ, cô ấy chỉ làm họ rối thêm thôi. Đây là ý tưởng khác nè. Cô nàng đã dùng cành cây để làm bức tranh về điều gì sắp xảy ra với các cô gái nếu họ không thắp lên ngọn lửa này. Nếu bên ngoài trời nóng, bạn sẽ đói nhanh hơn. Cảnh sát Mia biết tất cả. Vì vậy, cô bạn đã tích trữ thức ăn. Cũng có một chút cho các cô gái. Nhưng nó khác với của cô ấy nha. Chỉ dành cho tù nhân. Là bột yến mạch trong túi. What? Đồ ăn của sĩ quan Mia ngon hơn nhiều. Nhưng chúng ta có thể làm gì chứ? Rốt cuộc thì cô nàng là bảo an mà. Đột nhiên, tấm nệm bông hơi đầy màu sắc xuất hiện. Các cô gái đã thổi phồng nó lên. Violet thực sự đã ngất đi một lần nữa. Nhưng đã ổn rồi. Bây giờ họ chỉ cần quyết định ai được bơi với nó trước. Cái này. Nhưng họ đã mất khá lâu để quyết định. Mà dù sao nó không dành cho họ. Cảnh sát Mia đang có thời gian tuyệt vời. Nhưng cô đã ngừng theo dõi Kylie và Mia. Họ đang làm một cái bẫy dưới nước. Giúp bảo an bình tĩnh hơn nào. Trong một giây, các cô gái quên rằng họ là tù nhân. Và họ chỉ tận hưởng chính mình. Sau cuộc chiến dưới nước đó, cảnh sát Mia có một tâm trạng tuyệt vời. Và cuối cùng cũng để các cô gái nghỉ ngơi. Thậm chí còn cho họ xẻng để có thể chơi ở trên cát nữa. Đây là một sai lầm lớn. Bởi vì Kylie và Violet định treo cô nàng một lần nữa. Họ chôn cô bạn công tác và bắt đầu tra tấn bằng một con cua. Ai đó giúp với. Thật may khi chỉ là một giấc mơ thôi. What? Nhưng cô gái lấy xẻng đi để đề phòng. Thì nghỉ hè sắp kết thúc rồi. Nhưng nó không giống như các cô gái thực tế được nghỉ ngơi. Chỉ có cảnh sát Mia được thư giãn. Và chủ nhà tù đang cảm ơn cô nàng vì đã làm việc chăm chỉ trong kỳ nghỉ. Nhưng người quản lý nhà tù thực sự chỉ nói với Mia rằng cô bạn mới đi nghỉ hè thôi. Bây giờ cô ấy sẽ xem Kylie và Violet đã trải qua những gì trong kỳ nghỉ của họ. Bạn có thích câu chuyện mới của bọn mình không nào? Phần yêu thích của bạn là gì? Cho biết dưới phần comment nha. Và đừng quên like video này
theo dõi kênh để không bao giờ bỏ lỡ video mới từ Trum Trum Trick nha.